Rồi, hôm nay thì quay cho các bạn coi cái clip mới gắn thêm cặp C50 và đèn hazard. Này công tắc mới on, chưa có gì hết. Đây là đèn zin của xe, đèn pha của xe. Rồi tắt đèn pha, đây là cặp C50. Bao sáng. Bật cái pha lên. Đấy, nó nhá nhá xíu thôi. Tắt C50. Pha. Có. Đây là đèn hazard. Chớp hai cái xi nhan cùng lúc. Rồi ha. Rồi, ok.